thưa quý vị khi không đồng tình với việc bị cưỡng chế thu hồi nhà đất người dân thường khiếu nại nếu không được thì khiếu kiện một số ít trường hợp nghĩ quẩn hoặc là vì quá kích động bức xúc thì có những hành vi vi phạm pháp luật Vâng, tuy nhiên thì ngày hôm nay, 14 tháng 12, một người dân ở Quảng Ninh đã có một lựa chọn rất khác lạ nhưng hoàn toàn đúng luật, đó là tổ chức họp báo công khai để cung cấp tài liệu căn cứ pháp lý của gia đình khi nhà và đất của họ bị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cưỡng chế. Tất nhiên, buổi họp báo này chỉ có thể diễn ra khi đã được Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh chấp thuận. Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh đã chấp thuận đề nghị của ông Vũ Bá Quang được tổ chức họp báo vào sáng nay 14 tháng 12 tại tổ 30, khu 4A, phường Hà Phong, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Buổi họp báo có sự tham dự của hàng chục phóng viên. Theo thông tin từ buổi họp báo, ông Vũ Bá Quang là một trong 28 hộ bị Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long thu hồi đất thực hiện dự án thu hồi các thửa đất sạt lở, vị trí nguy hiểm không thể ở để đe đoạn dọa tính mạng và người dân tài sản. Tuy nhiên, ông Quang cho rằng nhà mình không thuộc phạm vi thu hồi, song vẫn bị cưỡng chế phá rỡ. Trong quá trình cưỡng chế, gia đình ông còn bị mất số tiền và vàng giá trị lớn. Trong suốt thời gian qua, các hộ dân đã nhiều lần đề nghị chính quyền, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cùng một số cơ quan khác thực hiện khai quật xác minh thiệt hại cho gia đình nhưng đều bị từ chối. Ông Vũ Bá Quang cho biết ông xin tổ chức họp báo nhằm công khai những điểm không phù hợp với quy định pháp luật và việc bỏ qua những bằng chứng quan trọng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của hộ gia đình. Trong chiều nay ông cũng tổ chức khai quật lại tài sản bị vùi lấp ở dưới ngôi nhà bị phá bỏ để làm căn cứ. Trong khi đó, đi Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh Vũ Văn Diện cho biết là việc cưỡng chế di rời 28 hộ tại thành phố Hạ Long, trong đó có gia đình ông Quang là nhằm đảm bảo an toàn cho người dân. Không có chuyện là chính quyền lấy đất để giao cho công ty than Hà Tu để khai thác than, như dân nói. Còn phía Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh cho biết đơn vị đã cho phép ông Vũ Bá Quang và gia đình tổ chức họp báo vì đây là quyền lợi hợp pháp của công dân.